Đại Minh Hồng vua 25 năm, Thái tử Chu Tiêu bệnh qua đời, Chu Nguyên Chương đau lòng muốn chết. Những người còn dám tin rằng Chu Nguyên Chương cải trang sáu hành đi ngang qua sân Hàn, người thấy mùi lầu gõ cửa vào, lại phát hiện hạ nhân chính là cháu trai lớn Chu Hùng Khai. Nhân sai lầm khi coi Chu Nguyên Chương là ông nội hoàng đế Hồng Vũ hiện nay nhất định sẽ lập hoàng tôn Chu Doãn Văn làm vua. Cái gì? Ý nghĩ này ta cũng chỉ giấu trong lòng, chưa trưởng thành, chưa bao giờ nói với ai, ngay cả phi tử Quách Huệ Phi mà ta sùng ái nhất cũng không biết. Nhưng làm sao đại tôn biết được? Cháu trai, làm sao cháu biết được? Ra, chuyện này không khó đoán. Cha ta từng kể, Thái tử Chu Tiêu bệnh qua đời, tự nhiên chọn một trong những đứa con của ông ta làm thái tử, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vậy tại sao không phải Ngô Vương Chu Văn Thông? Cố tình chọn Hoài Vương. Gia không biết Chu Doãn đằng này có thật giải thích và hèn nhát. Hồng Vũ hoàng đế chinh chiến cả đời, làm sao có thể để cho một tên nhu nhược thiếu ngôi vị hoàng đế? Ngược lại, Chu Doãn Văn rất có phong thái của cố thái, cho nên cho dù tất cả mọi người trong triều đình đều ngăn cản, hoàng đế cũng sẽ lập Chu Doãn Văn làm đại tôn của sở quân. Hắn lập hoàng cung của hắn, ta làm tướng của hắn, ta đâu có nổi loạn, tại sao lại có ý định giết người? Ngươi không ở triều đình, không biết hôm nay con trai là ai, đối xử với chúng ta rất tốt, không bao giờ giết. Nếu phạm phải lỗi, miễn là nó không phải là một sai lầm, đều có thể dùng quân công chống đỡ. Gia gia hoàng đế mặc dù thân hậu đạo binh, nhưng vì giang sơn đại minh, vì sự vững chắc của hoàng đế phải giết. Hoài Tây năm người đa số là âm thư, khai quốc công thường ngô xuân là thân lão gia của Ngô Vương Chu Doãn, đại tướng quân Lam Ngọc là cậu của Chu Doãn Đằng. Năm người Hoài Tây nhất định ủng hộ Ngô Vương Chu Doãn Đằng. Nếu là hoàng đế cố ý lập Hoài Vương Chu Doãn Văn làm thái tử để đảm bảo Chu Doãn Văn có thể thuận lợi lên ngôi, nhất định sẽ mở rộng cho Hoài Tây ngũ giết người, hơn nữa còn phải giết Hoài Tây võ tướng không chừa một ai. Đến lúc đó mà sẽ Khai quốc công Thường Ngô Xuân đã bệnh chết, người đầu tiên trong số đó chính là cấp trên của ông nội, đại tướng quân Lam Ngọc. Đến lúc đó ông nội nhất định sẽ bị liên lụy. Đó là những gì chúng ta nghĩ, thế nhưng tất cả đều bị đại tôn chúng ta nói trúng. Đại tôn, đây chỉ là suy đoán của cậu thôi, không chính xác, dù chỉ là phỏng đoán, phải đề phòng. Hoàng đế đã già, tình trạng sức khỏe ngày càng tệ, sự nghi ngờ đối với Ngô Nhân càng ngày càng sắc tầm cũng càng ngày càng nặng. Hạ nhân cực lực khuyên nhủ Chu Nguyên Chương, không hề để ý tới sắc mặt trầm xuống của Chu Nguyên Chương. Mà Khương Hiền đứng bên cạnh, lúc này nghe hai ông trò nói chuyện, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng. Tổ tông, đó là tất cả những gì người có thể. Phàm là người thứ hai đã sớm bị hoàng đế diệt thập tộc, ta không nghĩ vậy. Hôm nay bệ hạ ở trong lòng ngươi, không ngờ lại là người không chịu nổi. Gia gia, ông hiểu lầm, ta chưa bao giờ cảm thấy hoàng thượng không tốt. Ngược lại, ta cảm thấy bệ hạ ngày nay rất tài giỏi, dân chủ nhất của nhân dân. Ha ha. Đại tôn nói chúng ta hùng tài đại lược, nói rằng chúng ta là vị vua quan tâm đến dân chủ nhất. Tôn, ngươi nói gì vậy? Nói chuyện với ông đi. Hôm nay bệ hạ nói thật, có thể nói thiên cổ nhất đế. Cháu trai ta nghĩ, chỉ từ xuất thân, hoàng đế Hồng Vũ vĩ đại hơn Tần Hoàng Hán Vũ Đường Tông Tổng Tụ. Ha ha ha. Đại tôn, ngươi nói quá rồi, ngày nay ta cũng không tốt bằng thánh thượng. Ha ha ha, lão gia, tiểu thiếu gia nói rất đúng, là cận thân của thiên tử. Khương Yến càng hiểu đạo lý người quân như người, mắt thấy Chu Nguyên Chương tâm tình rất Khương Yến đương nhiên là vội vàng nâng lên hoàng đế vui mừng, đầu óc của mình cũng nhẹ. Im đi, chúng ta đã nói gì chưa? Hãy nghe cháu trai của chúng ta. Gia gia, ông nói sai rồi, công lao của hoàng thượng hôm nay đó là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, bắt đầu với một cái bát, đến cuối cùng lên ngôi làm hoàng đế, với ông vạn dặm lãnh thổ, một vài bước đế, Tần Hoàng Hán Vũ Đường Tông Tổng Tụ, kẻ nào tốt hơn? Phải, thánh thượng ngày nay có gia cảnh bần hàn, anh chị, bố mẹ đều chết đói, chúng ta bất đắc dĩ phải xin ăn xin xuất gia, chịu cảnh nghèo đói. Chu Nguyên Chương nhớ lại ngày xưa, trong mắt cũng là lấp lánh lệ quang. Điều đáng khâm phục nhất là phía sau, đương kim bệ hạ thể sống chết thu hồi Yến Vân 16 châu, xóa bỏ 200 năm suy đồi ở Trung Nguyên, tù binh chống phía Nam, lại lăng nhục người Hán một đi không trở lại, càng là đem cương thổ mở rộng đến châu ngựa to lớn Thảo Nguyên, đến Đông Bắc Mạnh Giá, tất cả những điều này đều mang lại lợi ích cho người dân. Nói hay lắm, mở mang bờ cõi đất nước, thu hồi 16 châu Yên Vân, khiến cho Hồ Lỗ không dám đi về phía Nam cướp bóc. Đây chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời Chu Nguyên Chương. Bây giờ những lời này từ miệng cháu trai của mình nói ra, hơn nữa cháu trai còn không biết mình chính là đương kim hoàng đế. Lời nói nặng nề này, ta nóng lòng muốn uống ba bát. Cháu trai lâu năm, ngươi đã nói về trái tim mình, chúng ta rất vui được uống rượu. Ha ha ha. Cho dù ông nội tôn sùng Chu Nguyên Chương cũng không đến mức mất bình tĩnh như thế, chứ khen ngợi Chu Nguyên Chương ra rất vui. Có gì đó không ổn, ông nội. Lão gia, lão gia. Nghe Khương Hiền nói, Chu Nguyên Chương lập tức tỉnh táo. Hai nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, cũng biết mình mất bình tĩnh. An, đại tôn, gia gia hôm nay còn phải về ngũ quân đốc thị phủ làm chức. Về trước đi ha. Mặc dù muốn ở lại với cháu trai nhiều hơn, nhưng đều cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ tiết lộ danh tính. Gia gia không ở nhà, không phải vừa mới về sao? Rất nhiều việc phải làm. Những ngày gần đây phải sống ở kinh thành. Chẳng mấy chốc Chu Nguyên Chương dẫn Khương Yến ra khỏi xe, đi thẳng đến một góc trước khi dừng lại. Khương Yến, cậu nghĩ đại tôn chúng ta thế nào? Bệ hạ,
皇孙殿下颇具过太子遗风，错了，咱看咱家孙儿比太子有过之而无不及，很多事情就是太子都看不了那么透彻，更难能可贵的是咱这孙儿句句说到咱的心坎上，能让帝王之心揣度时事，咱大孙把咱看透了呀，咱大孙有帝王之才呀。Trung Nguyên Chương cả đời lao khổ công lao, đời này người có thể hiểu được hắn lại có thể đến sau cái chết của hoàng thái. Trung Nguyên Chương cảm khái không ai có thể thấu hiểu. Nhưng không ngờ hôm nay hạ nhân nói đúng, nói ra tâm huyết của Trung Nguyên Chương. Đức Phật không muốn chúng ta cô đơn một mình. Đó là lý do tại sao cháu trai của chúng ta đã mất. Ông trời đối xử với chúng ta không tệ, mời muội tử trong cung. Cháu của chúng ta, thằng cháu của chúng ta chưa chết. Ông trời thương xót chúng ta đã tìm được đại tôn, nhưng chúng ta không thể đưa hắn ta về. Đứa nhỏ kia không biết đã chịu bao nhiêu khổ anh. Trung Nguyên Chương ở trong tẩm cung không có một bóng hình di vật của Mã Hoàng Hậu bên cạnh mình. Lúc này đã rơi lệ, chỉ lúc này thôi, ta có thể ở những nơi mà không ai có thể giải phóng cảm xúc của mình. Cho dù là ai cũng thích người khác cả đời. Lúc này bởi vì đau buồn, đôi mắt đỏ bừng, bỏ qua thân phận hoàng đế Trung Nguyên, ông ấy chỉ là một người già yếu và người đàn ông cô đơn vừa mất đứa con yêu ta không xứng đáng với cháu chúng ta. Không xứng với Chu Nhi, đứa bé đó bị chôn vùi bởi cuộc sống của chúng ta. Nó thật sự kiên cường. Tự mình ra khỏi mộ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại cháu trai nữa. Nhưng người cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sớm đón hắn về. Đợi đến khi mọi thứ ổn định lại, đem hết cái chướng ngại ngăn cản tôn tử chúng ta hồi cung, dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta phải đón cháu ta về cung. Hãy cho hắn gấp đôi số nợ hắn đã mắc trong những năm qua. Chúng ta sẽ cho hắn những gì tốt nhất trên đời. Hoàng thượng, Hà Thị Trung, Trung thư sai nhân Lưu Tam vô cầu kiến. Lão già bất tử này, không phải ta đã nói là không có ở đây sao? Lưu đại nhân quỳ ngoài cửa cung cầu kiến. Nô tỳ đã khuyên rồi, chỉ là Lưu đại nhân thôi. Cho hắn ta vào đi. Trần Trung thư sai nhân Lưu Tam mô tham kiến bệ hạ. Có chuyện gì nói đi, bệ hạ thần đến hỏi chuyện lập thái tử. Không biết trong lòng bệ hạ đã có người chọn chưa? Xin bệ hạ cho biết, để an tâm các thần tử, bình an cho lòng dân thiên hạ. Được rồi, Lưu Tam Ngô, trái tim của an quần thần, an tâm nhân dân. Lời nói viên mãn, chúng ta sẽ lập ai làm thế? Ngươi phải lo cho ta sao? Con trai ta vừa đi, các ngươi liên tục bức bách lập thế tử mới. Rốt cuộc là có ý gì? Bệ hạ, thái tử đã mất, chúng thần cũng rất đau lòng. Nhưng thái tử đã đi rồi, triều đình đang bất ổn. Lòng người hoảng sợ, thần cũng chỉ hy vọng bệ hạ suy nghĩ cho Giang Sơn xã tắc. Sớm lập thái tử, giữ vững lòng nhân từ của triều đình. Lập thái tử, lập thái tử. Người nghĩ rằng lập thế tử, đơn giản như hai người nói chuyện, ta muốn lập. Người nói đi, ta sẽ lập ai làm thái tử tiếp theo? Là ai có thể gánh vác Giang Sơn xã tắc đại minh này? Người đang nói gì vậy? Thái tử bệnh chết, tự nhiên phải lập con trai thứ làm thái tử. Con trai dưới gối, thừa kế một lần nữa là đại minh quân. Ông già, ông đang đùa với chúng ta đấy à? Ta không gặp ngươi, ngươi đang đe dọa ta. Ta đã gặp ngươi, ngươi lại ở đây nói những lời vô ích. Ngươi nghĩ ta không dám động vào cổ bóng trên cổ ngươi sao? Vậy sao? Hôm nay ngươi còn phải nói cho ta biết. Con trai dưới gối thái tử, người nào lọt vào mắt Lưu Tam Ốc, trung khu sán nhân của ngươi? Thần không dám. Được rồi, không dám. Khi ngươi ép lập thế tử, ta cũng không nhìn ra. Sao ngươi không dám? Hôm nay ngươi không nói cho ta biết một hai, ta sẽ cho người đập nát xương của ngươi. Chúc các bạn xem phim vui vẻ, nhớ tim và đăng ký kênh giúp mình nhé.